Mừng Thôi Nôi bé Cát Tường. Gia Thảo chúc bé Cát Tường Thôi Nôi vui vẻ, mạnh khỏe, một đời an nhiên. Và đây là mâm cúng trọn gói Thôi Nôi bé gái, gồm có 12 phần chè trôi nước và 13 phần xôi. Xôi này là xôi vò, đậu xanh, màu vàng, có nhân đậu xanh chữ phước là màu xanh lá dứa. Chè trôi nước màu vàng và xanh lá, mình lên cái tông màu vàng và xanh nha cả nhà. Có hai con gà và cháo, trái cây, ngũ quả 5 loại. Hoa trong bình thì có hai loại là hoa cát tường và hoa đồng tiền. Này thì chủ nhà chọn hoa đồng tiền màu vàng cho cùng cái tông chè và xôi luôn cả nhà. Có con heo quay là của chủ nhà tự đặt nha. Còn tất cả đồ còn lại trên bàn là của bên chè Thảo nha cả nhà xem nha. Có chầu cao, gạo, rượu, muối, giấy cúng Thôi Nôi, cho nên là có hoa trang móc miếng, có văn khấn, có cọp, có bộ đồ thế đầy đủ nha cả nhà. Thì cả nhà đặt mâm cúng trọn gói bên em thì bên em sẽ giao đến và trang trí cho cả nhà đầy đủ hết. Cả nhà rất là gọn nha. Cả nhà đặt bên em là cả nhà chỉ đặt là tới ngày bên em giao đến thôi, cả nhà không cần phải lo lắng gì hết trơn á. Bên em lo từ A đến Z nha. Thì bên em là chè Thảo, đối diện với cổng điện lực Đào Vinh ngay dốc cầu Long Bình 1. Cả nhà có đặt chè xôi hay là đặt mâm cúng trọn gói thì cứ liên hệ bên em tư vấn cho cả nhà chi tiết.